Ủy ban Nhân dân huyện Đắc Hà tổ chức tập huấn, truyền dạy kỹ thuật chỉnh âm cồng chiên cho gần 100 học viên là nghệ nhân ưu tú, nghệ nhân dân gian trong thực hành di sản văn hóa cồng chiên của các dân tộc trên địa bàn huyện. Trong thời gian 3 ngày, từ ngày 3 đến ngày 5 tháng 7, các học viên được nghệ nhân ưu tú truyền dạy các bài chiên, nghệ thuật đánh cồng chiên, nghệ thuật múa xoan, giới thiệu đặc điểm của cồng chiên, dụng cụ để chỉnh âm cồng chiên, hướng dẫn và thực hành kỹ thuật gò chỉnh âm cồng chiên qua lớp tập huấn nhằm góp phần nâng cao nhận thức của học viên trong việc bảo tồn phát huy giá trị văn hóa truyền thống của các dân tộc nói chung di sản văn hóa cổng chiên nói riêng nâng cao kỹ năng chỉnh âm cổng chiên từng bước khôi phục không gian văn hóa cổng chiên trong đời sống các dân tộc thiểu số trên địa bàn huyện